Dũng của Đốc Phú Dân xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Thì hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bôi thổ. Con này thì cũng nuôi mới có được 7-8 tháng thôi, nói chung là cũng chưa dập năm và cũng để thay hết cái lớp lông rừng rồi. Thì con này là một con bôi thổ. Nó ghi cái âm giọng của nó là nó khoe là nó như anh em cứ tưởng tượng nó như là nó hơi có cắn sưa sắm gì đó. Gọi là cái âm của nó rất là hung. Thì nói chung là nó có cắn sưa thôi nha anh em, chứ không phải là thô sắm đâu. Thô sắm thì thật sự thì nay mình tìm cũng không mà có đâu nha anh em. Đề số anh em nghe nó hơi gầm gầm một xíu là anh em nói là sắm, nhưng không phải đâu. Anh em phải đánh giá âm sắm rất là khó tìm. Thì con này nó có khoe sơ thôi, nói chung mình tưởng tượng cái âm của nó nặng vừa thổ mà nó rất là hung. Thì nói chung thổ như nó thì tiếng cũng gọi là rất là tốt về giữ chim. Thì con này là con mọc gột, nó giống mọc gột nha anh em. Thì sở trường con chim này đa số là nó gù lèo thôi, nói chung là nó nghiêng vừa thúc gù nhiều hơn. Còn dặm con chim này thì nó cũng lót thôi. Thì đa số anh em chơi thì có nhiều anh em chơi thì thích cái dòng mà nó gù rước hay là thúc gù nhiều hơn, đỡ cái dân hậu nó sẽ mạnh hơn nha anh em. Thì đa số là vậy. Thì con này nói vừa lúc bắt nó ở trên rừng vừa thì từ cái tiếng ở ngoài là nghe là đã rất là dữ. Nói chung nghe cái tiếng thổ nó rất là khiếp. Và nó chơi cái nước chơi của nó là nghiêng vừa là nói chung là nó gu hậu rất là cứng. Vô cây thì mồi bắt nó là không phải đơn giản đâu nha anh em. Thì vừa nay nó đã cũng chững chạc rồi, dạng rồi. Và cũng đã thay gần hết cái bộ lông rừng rồi. Thì con này nói vừa cái từ cái đeo mặt và tới cái thủ thở và chặt lông thì nó quá tốt rồi nha anh em. To mà nó chín chim mà nó chặt. Quy đi thì không phải dây đâu nha anh em. Nó ở sau nằm giống như ở đâu, ở trước chỗ cái bao quai đây nè, đóng kín ra ở sau này luôn. Nhưng mà nó vẫn còn đang chờ trong quá trình lông nó đang re nữa, cái lông đuôi nó đang thay nè anh em à. Và cái lưng nó thì anh em thấy nó đóng rất là chặt kín. Và sạc lông của nó thì tuyệt vời, sạc lông màu đỏ sậm. Thì mình quay đi thì nó đang thì nó đứng được chỗ nào tốt thì mình cứ quay cho anh em xem. Thì đó là cái dàn lông quy lưng và sạc lông nó. Thì thôi nói chung thổ thì sạc lông đây là anh em chơi không suy nghĩ bền. Còn cái dàn đọt và đều mặt con chim này thì cũng dạng không dở tim đâu nha anh em. Mắt nhỏ sâu, bộ cơm thì vừa keo mà vừa chàng. Thì con này thì nếu nó đứng ngước thẳng lên thì càng cái cổ nó thì thấy rất là dài và bộ cơm nó thanh hàng. Đó mình sẽ cố gắng mình quay cho anh em xem. Thì mình này không quan trọng sợ con chim sẵn, nói chung là bổi thì nó dĩ cỡ đó nha anh em. Cứ mình người lẹ anh em cho coi thoải mái. Rồi sau này mình dở chơi, nhiều lúc lên rừng rồi anh em chơi giao lưu coi á, con chim nó cũng quen. Cho nhiều anh em mà cứ giữ con chim chơi một mình, ít cho nó tiếp xúc á, thì nhiều lúc ra rừng nó gặp anh em đi ngang qua hay là lại coi nó rất là nhát. Đây là chàng cườm đó nè anh em à.
miệng, chúng nó quét tiêu cách đi. Chỉ cần một con anh em nuôi kỹ, chăm sóc bài bản thì lên thành mồi anh em chơi, có thể anh em nuôi ngắm nó không là anh em cũng đẻ thấy kèm ghét luôn nha anh em. Ngọt nó to thầm xuống ở dưới luôn. Lúc mình quay bộ trưng này cho anh em xem là mơ kèm ghét nữa, bộ trưng nó thì là giống nó như cái đó. Mình sẽ cố gắng, nó đang sợ cái máy đó. Thôi máy không xẹo hết. Đây là chân của nó, to quặm, hai bên nhơn điêu. Còn cái màu lông hậu nó thì màu vàng rực luôn. Vậy là giờ mình đưa cái máy xét vào mình quay cho anh em xem á, nên là nó hơi sợ vì con này thì cũng mới có vài tháng thôi. Đây là cái dàn lông vi lưng này khấu hết nha nè, bánh xe đèn tí. Cường thì quá dây đi, cũng lẻ lưng luôn. Sợ cái gì nè, đụng lên ở trên luôn nha nè. Đó, về nó yếm queo ở trước ngực luôn. Về đa số là cùm đỏ thôi. Đó, anh em thấy nó dắt queo ở trong cái ngọt luôn. Con mặt nó thì quá ác ấy. Thì quen sâu thắng đang lồng đuôi nó còn đang còn con. Thì những anh em nào muốn tăng một con bối tướng té to bự cứng gù và âm giọng ác thì anh em cứ nhìn nhận cho kỹ, rồi có gì alo cho mình sẽ tạo điều kiện cho anh em để giao lưu cho anh em cùng buổi này. Anh em vừa anh em đào tạo sau này lên làm một con mồi chiến sau này nha anh em, bản lĩnh đó nha anh em. Rồi, mình xin chào hết tất cả những anh em nào vừa xem cái video này của mình. Và đánh giá, nhìn nhận thì tùy thuộc vào mỗi anh em, có cách nhìn nhận khác nhau. Anh em nào mà thấy nó ưng ý với anh em ấy, thì cứ alo mình. Rồi, mình cũng xin chào hết tất cả những anh em nào vừa xem cái video này của mình nha.